Chào các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ nói về những sản phẩm mà mình đã dùng hết. Tất cả những gì mình dùng xong mình đều dục đi cho nó gọn gàng sạch sẽ. Tuy nhiên là vì đã làm video này cho nên mình đã cố gắng giữ lại một số sản phẩm. Hôm nay mình sẽ nói cho các bạn nghe những suy nghĩ và cảm nhận của mình về các sản phẩm này. Sản phẩm đầu tiên chính là chai dầu tẩy trang của Kose. Cái chai này là chai thứ mấy mình dùng nữa, không nhớ nữa, thứ hai thứ ba gì đó. Chai dầu tẩy trang này thì rất là được vì nó có nhiều loại, nhưng mà cái loại này là loại deep clean, tức là làm sạch sâu. Mình dùng cái này để tẩy vừa cả lớp nền lẫn son và cả mascara luôn, vì nó không có làm cay mắt. Sử dụng cái dầu tẩy trang này thì mình vừa tẩy trang mà mình vừa massage cho da mặt nữa, một công đôi chuyện. Và trong khi massage thì cái dầu tẩy trang này cũng có thể đẩy ra được những cái mụn cám ở trên da nữa. Sản phẩm thứ hai là BB cream Perfect Cover BB cream của Misha, và cái màu mình dùng là màu 23. Cái BB cream này thì thực ra cũng không có gì quá là đặc biệt để mà phải nói, ngoại trừ cái việc là nó chính là một trong những BB cream đời đầu và tiên phong cho cái phong trào BB cream. Thì tất cả các chị BB, các chị beauty guru đời đầu đều sử dụng và khen cái BB cream này. Mình mua cái BB cream này khi mà mình đi du lịch ở Hàn Quốc, và mình đã mất 2 năm mấy, gần 3 năm mới xài hết cái tuyết này. Tại vì trong khi mà mình có cái chai này thì mình cũng có luôn cả cái tuyết BB cream màu tím mà mình hay nói đến, rất là hay nhắc đi nhắc lại ở các video trước. Thì trong lúc mà mình sử dụng cái BB cream khi mà mình sử dụng BB cream màu tím á, thì mình cảm thấy là mình thích cái BB cream tím hơn so với cái này. Tại vì cái độ che phủ của BB cream màu tím nó xịn hơn. Mình cũng xài màu 23 luôn, natural luôn, nhưng mà nó vẫn bị hơi sáng. Còn cái này thì cực kỳ tự nhiên. Sản phẩm tiếp theo mà mình dùng hết chính là chai xịt khoáng của Avène. Có vẻ như cái chai này rất là quen thuộc với các bạn rồi, cho nên mình sẽ không nói nhiều nữa. Mình sẽ chỉ chia sẻ một chút xíu thôi. Đó chính là cái vòi xịt. Nó đẩy nước em rất là đều và hạt nước cực kỳ đều và nhỏ, y như là sương phun lên trên mặt đó, chứ nó không có bị hạt to hạt nhỏ hoặc là bị tắc hoặc là bị trục trặc gì đó khi sử dụng. Cho nên là cái cảm giác khi mà sử dụng cái xịt khoáng này á, nó rất là phê. Mình cũng đã nhắc đến trong video trước đây, đó là kem dưỡng ẩm Derma E dòng Tea Tree and E Antiseptic Cream. Đây là kem dưỡng da có dầu tràm trà và có vitamin E. Khi mà mình bị mụn thì mình dùng cái kem dưỡng ẩm này, mình cảm thấy rất là yên tâm. Tại vì trong này nó có tinh dầu tràm trà, cho nên là độ kháng khuẩn cũng như là độ lành tính rất là cao. Hơn nữa cái sản phẩm này còn có cam kết rằng là cruelty free, tức là không có thử nghiệm trên động vật, và 100% vegan. Tức là những cái sản phẩm ở trong này đều rất là thiên nhiên và lành tính. Nó là điểm cộng. Còn điểm trừ của sản phẩm này đó là nó thấm rất là lâu. Cho nên mình chỉ dùng cái sản phẩm này vào buổi tối mà thôi. Sản phẩm tiếp theo mà mình đã dùng hết đó chính là hai cái chai kem chống nắng của Sunplay. Skin Aqua của Sunplay. Đây là dòng UV Moisture Milk dưỡng săn sóc da hàng ngày, và đây là dòng dưỡng da ngừa mụn. Tại khác là hai cái này thì khi dùng mình cũng chả thấy có gì khác nhau cả. Tuy nhiên hai cái loại kem chống nắng này thì vừa rẻ tiền nè, vừa hữu dụng, rất là nhẹ mặt, thấm nhanh, chống nắng cao, không cồn. Còn gì tuyệt vời hơn. Nếu mà các bạn cần tìm một cái loại kem chống nắng dễ tìm, dễ mua được việc và an toàn, hiệu quả thì mình recommend hai cái này nhé. Sản phẩm tiếp theo mà mình dùng hết đó chính là Duo Effaclar Duo của La Roche-Posay mà mình đã nói đến từ cách đây rất lâu, từ cái hồi 2014 thì mình là như vậy. Và mình cũng đang có một tuyết ở trong tủ. Đây là một cái sản phẩm trị mụn mà mình cảm thấy rất là ưng ý. Tại vì tất cả những sản phẩm trị mụn khác khi sử dụng nó đều khiến cho da rất là khô và mụn nó bong tróc lên. Tuy nhiên thì Effaclar Duo lại không như vậy. Nó rất là dịu dàng, nó làm cho mụn tiêu đi một cách nhẹ nhàng. Và nó tạo cho da một cái bề mặt rất là láng mịn. Cho nên là nếu như mà các bạn nào mà bị mụn mà cần có một loại kem lót hoặc là kem ngừa để mà make up cho nó an toàn á, thì mình gợi ý là hãy dùng Effaclar Duo như là một loại kem lót nha. Tiếp theo là
April Skin Magic Snow Cushion. Các bạn cũng biết là mình rất là thích cái sản phẩm này và mình đã dùng hết sản phẩm này rất nhanh. Chỉ trong vòng 1 tháng thôi mình đã dùng sạch bách cái sản phẩm này rồi. Đây là cái cushion mà có độ che phủ cao nhất từ trước tới giờ. Nó cũng khá là khô thoáng và kìm dầu khá là ok. Tuy nhiên là nó rất là hao, cho nên là chỉ xài có 1 tháng thôi là đã hết mất tiêu rồi. Cái này là nó, cái lõi của nó có thể lấy ra và thay được, nhưng mà mình không thấy ai bán lõi thay hết. Ai cũng bán nguyên cục này, mà không lẽ mỗi tháng chi ra gần 400 ngàn để mua cái hộp này thì rất là hao tiền. Hồi tháng 4 thì mình có đi du lịch ở Nhật và mình cũng mua được cơ số thứ, và trong đó thì có cái cushion này của Misha. Mắc cười ha, đi Nhật mà mua đồ Hàn Quốc. Cái cushion này so với April Skin thì độ che phủ cũng khá là ok, không có thần thánh bằng April Skin, nhưng mà xét về độ che phủ thì nó cũng tạm ổn á, và nó lâu hết hơn April Skin. Mình không hiểu sao luôn á, cái này nó lâu hết hơn và cái hộp thì cũng đẹp hơn. Tuy nhiên thì xét tổng thể nó cũng không có gì quá đặc biệt, và nó không có kiềm dầu bằng April Skin, tại vì nó là Magic Cushion Moisture, nhiệm vụ là cung cấp độ ẩm. Bạn nào da khô và muốn dùng cushion dưỡng ẩm tốt, che phủ ok thì đây là một lựa chọn rất là xứng đáng. Tiếp theo là Rosebud Salve. Đây là cái sản phẩm dưỡng môi mà mình yêu thích nhất từ trước tới giờ và xịn nhất từ trước tới giờ mình từng dùng, mặc dù giá rất là rẻ. Mình phải mất gần 2 năm xài hết cái mũ này. Ban đầu thì mình coi thành phần thì mình nghĩ là nó cũng chỉ giống như Vaseline mà thôi, tức là thành phần chủ yếu là petroleum và một số cái hương liệu hoặc là cái chất gì đó, nhưng mà nó hoàn toàn khác với Vaseline. Khi mình bôi lên môi nó làm cho môi rất là tươi và nó dễ chịu hơn Vaseline rất là nhiều. Nó lại còn có hương hoa hồng tự nhiên, nó rất là xịn nên mình cảm giác rất là thích. Nếu mà có cái gì đó để vinh danh thì mình sẽ vinh danh em này, và mình sẽ mua thêm một mũ nữa để dùng, sẽ tiếp tục gắn bó thêm 2 năm. Đây là một sản phẩm dưỡng môi tiếp theo mà mình đã dùng hết, các bạn xem nha. Mình đã dùng hết sạch bách luôn, tức là mình khi mà dùng hết thì nó còn một cái lớp ở đây nè, và mình lại còn khử nó ra để xài tiếp. Ngoài cái Rosebud Salve ra thì EOS là cái son dưỡng môi tiếp theo mà mình rất là thích, tại vì thành phần của nó không có phải chỉ đơn thuần là petroleum. Nó không có petroleum, thành phần của nó toàn là những chất mang đậm tính dinh dưỡng, giống như là jojoba hoặc là shea butter, rồi tất cả những cái thứ kiểu vậy đó, ở trong cái hũ tròn trịa xinh xắn như thế này, rất là thơm nữa. Nó có vị ngọt. Mình chưa bao giờ thấy cái son dưỡng môi nào mà có vị ngọt. US thì lại có vị ngọt nhẹ, cho nên là if you're a kisser, you're gonna love it. Sản phẩm tiếp theo mà mình dùng hết đó chính là cái mascara Pump Up của Maybelline. Đây là sản phẩm mà làm cho lông mi của mình rất là nổi bật. Nó không có làm tơi mi, nhưng mà nó làm cho lông mi rất là dày và dài. Vì thế mà nó làm cho lông mi của mình hơi bị clumping, hơi bị cục, có nhìn nó hơi giống như là chân mịn chân nhện á. Nhưng mà kệ nó đi, mình vẫn rất là thích cái sản phẩm này, tại vì chưa có cái mascara nào mà khiến lông mi của mình nổi bật như vậy. Những bạn nào mà lông mi thưa và ít như mình á, mà cần có một cái mascara hỗ trợ hết tốc lực làm cho lông mi bung ra, thì đây, đây chính là thứ mà bạn cần. Thì đã dùng hết đó chính là cái serum dưỡng da của Rosanna, Radiance Concentrate Serum. Đây là một sản phẩm mà được giới thiệu là của Úc. Cái sản phẩm này đi theo một cái hộp gồm có 3 tuyếp như thế này. Thì sau khi dùng hết tuyếp thứ nhất và mình chuyển sang tuyếp thứ hai dùng thì mình bắt đầu bị lông mụn. Mình nghĩ là do lúc đó mình đi chơi nhiều và mình sinh hoạt không có điều độ, hoặc là mình thức khuya nhiều cho nên mình nổi mụn. Và thế là mình ngưng sản phẩm đó một thời gian để cho da nó dịu xuống. Thì khi da mình vừa dịu xuống thì mình quay trở lại dùng tiếp thì nó lại nổi mụn lên trở lại. Cho nên là mình kết luận được rằng cái sản phẩm này đã khiến cho mình nổi mụn. Do đó mà mình đã tìm hiểu kỹ hơn về cái sản phẩm này, thì mình phát hiện ra rằng cái Rosanna này không hề có mặt ở trên đất Úc. Nước Úc không ai biết cái sản phẩm này hết trơn á, mà nó chỉ là một sản phẩm được lưu hành trong cộng đồng người Trung Quốc ở bên Úc và người Việt Nam mà thôi. Trước mắt thì mình thấy
thấy cái sản phẩm mình đã hơi có vấn đề á, cho nên là mình cũng muốn chia sẻ để mọi người kỹ lưỡng hơn trong việc mà mua và tìm hiểu sản phẩm dưỡng da, chứ đừng có để mà đến nổi mụn ngay như mình rồi mới phát hiện ra thì cũng hơi trễ. Có thể là sẽ có những người phù hợp với sản phẩm này và sẽ không bị nổi mụn. Dạ, chẳng biết đâu được, mỗi người, mỗi da của mỗi người có mỗi khác. Mình sử dụng sản phẩm này mình thấy như thế nào thì mình chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Tiếp theo mà mình dùng hết đó chính là kem dưỡng mắt của Estée Lauder Advanced Night Repair Eye. Đây là kem dưỡng mắt mình ăn theo của mẹ mình khi mẹ mình mua cái serum của Estée Lauder, cái serum màu nâu mà xịn xịn đó. Những ai mà da đã bị lão hóa quá nhiều, nếp nhăn quá sâu thì nó không có tác dụng, cho nên là mẹ mình đã cho mình để mình dùng. Và sau khi dùng hết cái này á, thì suy nghĩ cảm nhận của mình về cái sản phẩm này đó là mình không thấy có gì khác biệt hết trơn. Ok, nó đổi là nó dưỡng ẩm cho mắt rất là tốt, tuy nhiên thì mình không thấy nó có cải thiện gì về nếp nhăn hay là vết thâm, hay là cũng có thể do cái này nó ít quá, mình mới xài có một củ nên nó chưa phát huy được tác dụng, mình không biết nữa. Dạ, nếu mà bảo mình có mua cái sản phẩm này để dùng không thì mình sẽ không mua đâu, tại vì full size của nó cực kỳ mắc. Mà đối với một sản phẩm mà tác dụng không có rõ ràng và giá thì mắc quá như vậy thì tội tình gì phải xài. Lại thêm một sản phẩm ăn ké của mẹ. Mẹ mình đi mua kem dưỡng da của Kiehl và họ cứ mãi cho cái này gọi là Midnight Recovery Concentrate. Đây là, ban đầu thì mình nghĩ đó là một dạng serum, nhưng mà nó thực ra là dầu dưỡng da tổng hợp. Nó không phải là một loại dầu nào đó nhất định, ví dụ như dầu olive hay là dầu jojoba hay là dầu argan, mà nó là dầu dưỡng da tổng hợp đã được các nhà nghiên cứu tạo nên. Thực sự là mình rất là thích và mình dự định là sẽ mua full size cái chai này để sử dụng. Nó cung cấp độ ẩm cho da rất là tốt, dưới dạng dầu thấm cũng nhanh, và ngày hôm sau thì khiến cho da kiểu như là không phải là láng mịn bề mặt mà nó khỏe khoắn từ bên trong ra luôn á. Nói chung là đối với sản phẩm này của Kiehl thì mình nghĩ là mình sẽ để dành tiền và mua hẳn full size để sử dụng, được quá. Sản phẩm tiếp theo là cây son của Revlon. Đây là dòng son Lip Butter mà Revlon đã ra cách đây rất là lâu rồi. Màu mình mua là màu Sweet Tart. Màu son này thì rất là tự nhiên, dễ thương, phù hợp cho những bạn nào mà muốn trang điểm một cách trang điểm dễ dàng và trang điểm nhẹ nhàng để đi học hay là đi làm. Vì đây là dòng Lip Butter mà nghe tới bơ là đã thấy mịn, thấy mềm rồi, cho nên là sản phẩm này cũng dưỡng môi rất là tốt. Cuối cùng đó chính là kem chống quyết điểm Maybelline Age Rewind màu Neutralizer. Đây là cái kem chống quyết điểm mà hình như là tất cả ai làm YouTube mà về làm đẹp hoặc là trang điểm được có thì phải á. Tất cả mọi người đều khen cái tuyết này. Ngoài cái việc mà che quần thâm ra thì các bạn cũng có thể sử dụng cái này giống như là highlight để mà làm cho sống mũi cao nè, rồi highlight cái phần nổi của gương mặt. Đây là sản phẩm cuối cùng rồi. Cảm ơn các bạn đã chịu khó ngồi nghe mình nói từ nãy tới giờ. Hy vọng là video này giúp ích được cho các bạn, cũng góp phần giúp mình phủi bụi cái channel của mình. Nếu các bạn thích thì hãy like và subscribe. Hẹn gặp lại các bạn trong các video khác.